Hai, hello anh em đã quay trở lại với kênh cũ Minh Biker. Thì lâu lắm rồi thì mình mới làm một cái clip review xe cho anh em ha. Thì hôm nay nhân vật của chúng ta ngày hôm nay sẽ là em ZX25R, một con xe bốn máy trong phân khúc chỉ 250 phân khối thôi. Thì nếu như anh em hỏi có đáng mua không thì mình đã mua rồi và nó đã vô trong cái bộ sưu tập xe của mình ha. Đây, cá mập ZX, Z1000 rất là nhiều. Nhưng mà chắc con Z1000 sắp tới mình sẽ bán á. Tại vì nhiều anh em hỏi. Với lại mình hiện tại mình ít chỗ quá. Chỗ nó không có đủ để đại quá nhiều xe nên mình sẽ bán bớt Z1000 ha. Hầu như anh em thấy xe của mình mua chỉ về để chân và bảo dưỡng và chân thôi nha. Đó, thì đây xin mời anh em ngắm em ZX25. Rồi anh em chúng ta sẽ vào review nó một cách thực tế nhất, chưa bao giờ thực tế hơn. Tại vì mình mua về mình chạy mình mới quay cho anh em, mình nói chuyện với anh em được. Ok anh em. Anh em ngắm xe xong chưa? Thì cái con của mình hiện tại ở đây đó là con ZX25 bản SE. Bản SE thì nó có wood ship nè ha. Wood ship chiều lên chiều xuống thôi anh em. Có nghĩa là giống như con cá mập luôn. Đá nó vẫn nổ wifi bụp bụp ở trên cá mập của mình luôn. Mình thích ở điểm đó, cho nên mình mới lấy em nó về. Thì đá nó nổ wifi y chang luôn, nhưng mà nó không có to hơn thôi. Tại vì dù sao máy của nó chỉ có 250 phân khối. Rồi thứ ba là nữa là bản SE thì nó có sẵn chống đổ này luôn. Thì chống đổ này á, mình đã làm lại cái tên của mình nha. Chứ cái zin của nó là có tên của Kawasaki đó. Rồi bản SE thì cái sẽ có kính giá độ. Nhưng mà mình không thích kính giá độ đó. Mình độ lại một cái kính cho gió mới. Anh em có thể thấy mình độ lại một cái kính chắn gió mới. Và ở đây cái xi nhan nè. Xi nhan này á, là nó hơi mắc tiền chút xíu nha anh em. Cái bộ xi nhan này của nó tầm giá khoảng 3 triệu á. Mình khắc là dê tên mình luôn. Anh em thấy không? Bên đây thì mình vẫn khắc laser nhưng mà không có xi nhan. Ở đây là thằng em nó tặng mình, thằng em quý mến lắm tặng mình cái logo này cho con cá mập đó. Thì mình tháo kính ra nhìn cho nó ngầu anh em. Thì cái con xe này á, mình đã lên một cái cặp lốp mới to hơn lớp trước nè. Lớp trước là 120, lớp sau là 180 đúng không ta? Lớp sau mình nhớ tại đúng rồi, lớp sau mình lên 180. Lớp zin của nó chỉ có 140 anh em, 150, lớp zin của nó mình nhớ là hình như chỉ có 150 thôi. Mình lên 180 là xe nhìn nó sẽ đầy đặn và nó sẽ đẹp hơn. Và nó sẽ đầy đặn và sẽ đẹp hơn. Rồi, thì con xe này có hai chế độ lái ha anh em ha. Hai chế độ lái, mọi thứ nó rất là hoàn hảo. Rồi thì bây giờ con xe mình còn thiếu lắm, mà còn cặp tay con để thắng, nói chung là thiếu rất là nhiều đồ chơi. Đó, cho anh em coi nghe coi cái cặp xi nhan này, rất là đẹp, rất là nhìn rất là cháy luôn á anh em. Con này mình có lên một cây bô titan
lên cái bô để nổ máy cho anh em nghe. Thì tiếng 250 thì mình chia sẻ cảm nhận anh em ha. Thì nó là âm thanh của bốn máy nó của nó hơi nhỏ, thì nó vẫn ra âm thanh bốn máy nhưng mà nó sẽ không có lực nhiều bằng những con 1000. Thì dĩ nhiên rồi, 250 thì không thể nào lực bằng 1000 được, nhưng mà nó cho mình cái âm thanh bốn máy rất là dễ chịu, rất là êm, và tiêu hao nhiên liệu của nó theo mình đi á, mình đi được 22 cây một lít, mình đi nha, 22 cây một lít. Có thể sẽ có người đi ít hơn, có người đi nhiều hơn là do cách mình chạy nữa. Quýt ship con này rất là mượt mà luôn anh em, có thể nói quýt ship của nó mượt. Khi mình đi cá mập rồi á, mình đi quýt ship con này mình cảm giác nó là mượt, nhẹ, dễ chịu đó anh em. Hay là chắc do cái máy nó nhỏ nên nó cũng dễ chịu, không có khó mình quá. Thì con xe này một cái đại điểm nó là rất là nhỏ gọn anh em. Nó nhỏ gọn, anh em kẹt, anh em đi cà phê đổ cũng dễ thương. Còn tốc độ của nó thì đối với 250 thì nó yếu thôi. Nếu như mình chơi 1000 rồi mình xuống 250 thì đương nhiên là 250 nó sẽ rất là yếu. Có thể nói là chạy thì nó cũng ngang con CBR250 thôi anh em. CBR250 thì mình cũng có ở đây. Ủa, chúng lấy xe đi đâu rồi? Kiểm tra chắn cổ rồi đúng không? Thì so với ngoại hình của con này với Ninja 4 á, thì con này rất là đẹp, Ninja 4 không có tuổi đâu anh em. Con này á, nó đầy đặn, nó bốn máy đầy đặn lắm. Gặp mình lên hình, anh em phải lên thêm, anh em nào chơi với S25 phải lên thêm cục lớp giống mình à, nhìn nó mới dày chiếc xe. Chứ theo mình đánh giá là cái lớp zin của nó hơi nhỏ, tại vì lớp zin của nó chỉ dành cho những con một máy hai máy thôi. Ở đây mình cũng có Ninja 4 nè. Ninja 4 thì hiện tại mình bán chỉ có dưới 114 triệu nha anh em. Rất là giá, rất là hợp lý luôn. Đi rất là thoải mái. Thì Ninja 4 này nó vẫn mạnh hơn con S25 nha anh em. Nhưng có điều tiếng bô của nó không hay thôi. Tiếng bô nè, con này có một độ bô nè. Hai máy thì tiếng nó chỉ vậy thôi anh em à. Thì đối với con này á, thì cũng giá hợp lý, 110 mấy triệu chơi được. Thì mình đang bán con này biển số Sài Gòn nha anh em. Chống đổ đồ đầy đủ, xe rất là đẹp. Màu xanh này rất là hiếm anh em. Màu xanh này rất là hiếm ha. Đó thì đó, anh em có thể ngắm cái ngoại hình của con Ninja 4 với lại con ZX25. Thì ZX25 nó ngầu lắm anh em. Cổ bô nó nè, bốn máy này nhìn rất là chất. Mình đang tính là lên một cái bộ cổ Titan nữa, mà coi thử tình hình sao. Nếu như tại vì cái con này giờ có lên cổ Titan ở trong cũng không thấy. Đó. Đây còn về CBR250 mình vẫn có mẫu để anh em ngắm luôn. Đó anh em thấy không? Nó không thể nào đầy đặn hoặc là dày hoặc không có đẹp bằng cái con ZX25 được anh em. Đó, nhưng mà được cái nó hai máy thì tiết kiệm xăng. Đó. Anh em mình chiều là ưa chơi xe đó anh em, chơi lành mạnh. Rồi quay lại cái em ZX25. Con này một cái điểm nữa là mình thấy tiếc cho nó, anh em biết là gì không? Là nó chỉ có một cái đĩa thôi. Nếu như phía trước là hai đĩa nữa thì ok á, nhìn nó xe nó cứng hơn. Nhìn xe nó cứng hơn. Thì phuộc vẫn trang bị phuộc upside down rất là xịn của Showa luôn anh em. Khung sườn nó rất là chắc chắn anh em. Mới nhìn sơ sơ thì anh em có thể hiểu lầm nó với lại con Ninja 4. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó dày chắc hơn, nhìn rất là đẹp luôn. Con này anh em phải lên đuôi đúc gầm mới đẹp. Cái đuôi zin nó hơi bị tù. Ở sau thì mình có độ luôn tích hợp xi nhan nè anh em. Còn mình còn độ một mớ đồ chơi nữa anh em. Thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Thì sơ sơ chỉ có nhiêu đây thôi. Mình muốn nói anh em thì anh em nào mà muốn nhẹ nhàng, gọn nhẹ thì anh em dứt chiếc này anh em chơi ổn định. Mà tốc độ nó không ok đâu nha anh em nha. Tại vì 250 phân khối thì chạy nó yếu sinh lý lắm. Còn anh em đã mơ tốc độ rồi đó, thì khuyên anh em mơ tốc độ rồi thì dứt luôn cái con này. Mơ tốc độ rồi dứt luôn con này. Chứ đã mơ tốc độ mà mua con này không được. Con này chủ yếu mua về để thứ nhất là mình trưng bày, thứ hai là mình dạo phố cà phê. Nhìn nó rất là đẹp anh em. Nó không có chi tiết nào mà gọi là dư thừa. Chỉ có cái cặp vỏ là mình đã khắc phục rồi. Cặp vỏ đến cái dĩ,
cái dĩa này mà hai đĩa là anh em cảm giác là nhức nách luôn ha. Còn cặp vỏ mình nó lên vỏ lớn rồi thì nhìn nó xe cứng cáp là những điểm đó mình khắc phục rồi, nhìn xe nó ngầu hơn. Thì đây là những cái anh em có để ý không nè, dĩa sao con này bao bự luôn á nè, nó bao bự á để cho anh em có một cái nước đề mạnh mạnh á, cho anh em có cảm giác mạnh mạnh á nè. Nhưng mà mình chạy mình vẫn thấy nó yếu sinh lý. Nhưng mà khá hài lòng với lại một cái con 250 bốn mấy này, thì cơ bản thì mình rất là hài lòng với nó. Nó mình mới vô đồ chơi đẹp đẹp rồi để cho anh em qua đồ chụp hình chơi rồi á. Mình rất là có nhiều fan hâm mộ cái em này lắm. Bây giờ em này là chùm phân khúc 250 rồi. 250 đâu có em nào có công nghệ nhiều như em này. Đó. Mình sẽ nghiên cứu thêm, mình sẽ lên một số đồ chơi nữa cho em nó, rồi để anh em ghé chụp hình chơi đồ cho nó đẹp. Thì con này thì chiều cao thấp thấp mà ngồi được anh em, tầm 1m6, 1m7 là ngồi được. Trung ơi, Trung vô ngồi anh xe giùm anh đi. Để mình cho thằng Trung nó 1m70 ngồi là rất là ok, 1m6 là ngồi dư sức anh em à. Bên xuống mới thực tế. Để mình kêu một người chưa từng chơi xe mô tô phân khối lớn, mình sẽ chia sẻ lại con này cảm giác sao. Rồi. Chiều cao yên nó cũng thấp lắm, nó không có cao lắm. Đúng rồi cơ, mà thoải mái. Rồi đó giờ em chạy con này rồi, em cảm giác thấy nó sao? Thấy nó gọn, với lại nó nhẹ. Gọn nhẹ. Công nghệ có ít xíu. Với lại bốn mấy con nó nghe vui vui đúng không? Nhưng mà nó không mạnh nha anh em đừng có thần thánh nói mà, nó không mạnh đâu. Có thể ga đầu nó còn yếu hơn CBR 250 nữa. Có thể ga đầu còn yếu hơn á, mình chạy mình cảm nhận á. Nhưng mà bốn mấy thì nó được cái đâm hậu nó êm, nó đỡ rung. Nó mượt đó. Này là những anh em thích kiểu dáng, thích bốn mấy, thích nhẹ thì đấy. Chứ mà dắt mấy con này đi rất là nặng. Này hoặc là Z1000 rất là nặng anh em. Con này đi cực kỳ nhẹ luôn, dắt cực kỳ sướng. Đâu 250 vô giao lưu cái coi. Không dám vô à? Ngại. Rồi thôi mình bên lại cho anh em. Đó thì đó là những cái chia sẻ của mình về con này. Thì anh em nào muốn hỏi gì nữa thì mình cứ tổng kết lại đi, rồi mình chỉ chia sẻ một cái clip cho dành cho anh em. Chứ bây giờ cái clip này mình chỉ nói chung chung được thôi. Mình sẽ chia sẻ những cái ý mà mình cần muốn chia sẻ. Rồi đó. Còn anh em muốn gì nữa thì cứ hỏi, tại vì mình có xe ở đây thì mình dễ trả lời anh em nhờ nhiều cái kiến thức về xe đó, mình trải nghiệm như thế nào, rồi có nên mua con này hay mua con kia. Bất kỳ xe nào thì mình cũng đã từng trải nghiệm, từng chạy để mình mới biết, mình tư vấn được cho anh em. Chứ mà chưa có chạy thì sẽ không có biết đâu. Còn những anh em mà thích thoải mái thì có thể lựa qua dòng mấy dòng nách kịch Z9, Z1000, Z8. Còn con này mình cảm thấy chạy nó cũng ít mỏi lắm nha anh em. Không hiểu sao nha, hay là do nó nhẹ quá. Chạy con này thì nó mỏi nhiều nè. Con này mình cũng ít mỏi lắm, nhìn nó nhẹ à. Rồi ok anh em. Anh em nhớ thấy hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều.